Chào các bạn, sau đây chúng ta sẽ tiếp tục phần 3 bài biểu thức hàm dựng sẵn trong Excel. Bài phần 3 này thì mình xin giới thiệu với các bạn về các hàm thống kê: hàm cao if s, sum if s, average if s. Thế thì đầu tiên là hàm cao. Cao if thì nó có hai đối số, thứ nhất là range, thứ hai là criteria. Trong đó range là dãy ô hay là vùng cần đến. Đấy. Còn criteria thì là điều kiện, và được đặt giữa hai dấu nháy kép. Đấy, chúng ta có hai dấu nháy kép. Đấy. Mà chúng ta hiểu điều kiện là các biểu thức so sánh. Đấy, ví dụ như chúng ta có lớn hơn, đấy, lớn hơn hoặc bằng, đấy, nhỏ hơn, đấy, nhỏ hơn hoặc bằng, đấy, bằng và khác. Thế nhưng mà tuy nhiên thì với cái hàm criteria này thì chúng ta không có vế trái, mà vế trái ở đây nó sẽ hiểu là cái dãy range, đấy, dãy chúng ta cần đến. Ví dụ như đấy, chúng ta cần đếm xem là có bao nhiêu người có điểm lớn hơn không, hay là có bao nhiêu người có tên là Nguyễn, thì chúng ta bằng này count if. Đấy, chúng ta có một dãy ví dụ như là từ A1 2 chấm cho đến A10. Đấy, điều kiện là gì, là lớn hơn không. Thế thì ở đây chúng ta có thể làm, hoặc là trong cái dãy ô này thì chúng ta có đếm cho có bao nhiêu người, đếm cho có bao nhiêu mặt hàng là gạo. Đấy. Hoặc là bạn đếm xem mà có bao nhiêu người là họ Nguyễn, thì chúng ta lại họ Nguyễn. Thì đằng sau là bất kỳ, thì đằng sau bất kỳ chúng ta có thể dùng một dấu sao để đại diện trong Excel chấp nhận. Dấu sao là đại diện cho một chuỗi ký tự bất kỳ. Bây giờ chúng ta sang minh họa ở đây. Đây chẳng hạn như trong cái bảng bảng đây, người ta thử đếm xem là có bao nhiêu mặt hàng là gạo này. Thì chúng ta dùng hàm cao. Đây, cao ít. Thế thì cái chúng ta thấy từ range là các bạn sẽ chọn cái dãy ô. Còn criteria thì chúng ta là gì? Ta chọn là điều kiện là gạo. Thì cái giá trị ở đây ấy, nó chỉ có một từ thôi, nên là các bạn không cần dấu sao để đại diện. Các bạn đếm bằng quan sát xem là bao nhiêu. 1 2. Đấy, ta enter xem đúng 2 không. Đấy chẳng hạn như thế. Thế nhưng mà ví dụ người ta bảo đếm xem có bao nhiêu ký tự bắt đầu là chữ G, nhưng mà hoặc bắt đầu là chữ B đây, thì các bạn lại phải dùng hàm cao. Đấy, range, dãy ô. Điều kiện là bắt đầu với chữ B, đằng sau là bất kỳ, thì ta dùng sao. Thì ta cũng có 2 lên 1 này. Đấy, và 2. Thế còn trường hợp như người ta bảo đếm xem có bao nhiêu mặt hàng bán được có số lượng là lớn hơn 50, thì bạn dùng hàm cao. Đấy, bạn đếm ở trong cái dãy này xem có bao nhiêu mặt hàng có số lượng lớn hơn 50, thì bạn đánh chữ 50 vào. Tức là chúng ta hiểu là đây, cái criteria của chúng ta là điều kiện, nhưng điều kiện này thì vế trái của nó chính là
các ô trong dãy này, nó lấy từng ô một trong cái dãy mà chúng ta chọn đấy, nó so sánh với điều kiện đấy lớn hơn 50 thì ô nào thỏa mãn thì đến, còn ô nào không thỏa mãn thì bỏ qua. Đấy thì chúng ta enter xem có 6 ô, ta thử đếm bằng tay 1 2 3 4 5 6. Còn nếu bạn muốn là bằng 50 thì bạn lại thêm cái dấu bằng vào đây. Đấy, bạn thêm cái bằng vào đây thì sẽ được một ô nữa là 7. Đấy. Thế đấy là điều kiện. Thế tương tự các bạn có thể nắp vào để thực hiện đếm ở trong này. Ví dụ như trong trường hợp người ta hỏi là gì? Đếm xem có bao nhiêu mặt hàng có ký tự cuối cùng của mã hàng là bằng 1. Thì ở đây các bạn sẽ dùng hàm cao cao if. Đấy. Mã hàng này mà lại ký tự cuối cùng là 1 thì đầu tiên thì nhóm đằng trước số 1 đấy nó là bất kỳ, ta dùng sao 1 enter. Để chúng ta có 4 mặt hàng có ký tự cuối cùng là 1 1 2 3 4. Đấy, 4 mặt hàng. Người ta lại tiếp tục bây giờ là đếm xem có bao nhiêu mặt hàng có doanh thu lớn hơn 500.000 đến 1 triệu. Thế này thì chúng ta lại hai điều kiện mất rồi. Thế thì cái này tí nữa chúng ta sẽ áp dụng cái hàm nhiều điều kiện. Thế còn bây giờ ta làm một câu 11 ở đây. Chúng ta thử xem là gì. Số mặt hàng sữa của tháng 1. Đấy thì chúng ta dùng hàm cao thôi. Đây, hàm cao ít. Tên mặt hàng là sữa. Để chúng ta đánh sữa vào. Đấy, từ đấy là hai mặt hàng là sữa. Thế còn nếu mà các bạn muốn mà copy nhanh thì bấm cái này chuyển thành F4. Đấy. À, chúng ta là tháng 1. Thế thì điều kiện này thì chúng ta lại không phù hợp nữa. Bởi vì ở đây là trường hợp của các bạn là hai điều kiện. Tên là sữa nhưng lại tháng 1. Đấy. Thế thì trong cái trường hợp mà từ hai điều kiện trở lên thì các bạn phải sử dụng hàm, đó là hàm cao if. Đấy, chúng ta vừa lấy là hàm cao if, còn bây giờ chúng ta sang hàm thứ hai là hàm cao if s. Đấy, hàm cao if s là hàm mà cho phép đếm thỏa đếm số ô thỏa mãn nhiều điều kiện. Hàm đếm số ô thỏa mãn nhiều điều kiện. Thế thì ở đây mình đánh vào để chúng ta xem cú pháp. Đấy. Thì nó sẽ là gì? Dãy đếm điều kiện, dãy mà để kiểm tra thứ nhất, điều kiện thứ nhất, xong dãy kiểm tra thứ hai, điều kiện thứ hai. Thì đây mình đánh cho nó gọn hơn là gì? Cao ít s này. Đấy mình cho là gen range 1. Đấy. Criteria 1. Đấy. Gen gen 2. Đấy và criteria 2. Đấy, chấm chấm chấm. Đấy, bạn muốn bao nhiêu điều kiện thì này, bạn lại bôi dãy đó rồi điều kiện đó, tức là từng cặp một, dãy thứ nhất thì điều kiện thứ nhất, dãy thứ hai điều kiện thứ hai. Như ví dụ như người ta mới bảo trong bài này của chúng ta là gì, đếm xem có bao nhiêu mặt hàng có doanh thu từ 500.000 đến 1 triệu, lắp vào đây. Ê, doanh thu thế chúng ta bằng này cao if s. Đấy thứ nhất điều kiện thứ dãy để kiểm tra điều kiện thứ nhất đấy và là gì, chúng ta nhớ là lớn hơn hoặc bằng 500.000 phải điều kiện thứ hai à, dãy thứ hai điều kiện thứ hai thì dãy nó vẫn đếm ở trong cái dãy đó là doanh thu, nhưng mà lần này thì ngược lại là điều kiện là nhỏ hơn bằng
1 triệu. Rồi thế thì chúng ta có 4 mặt hàng, ta kiểm tra xem 1 2 3 anh em, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Còn cái này lớn hơn 1 triệu, lớn hơn 1 triệu không đến. Đấy. Thế hoặc là điều kiện là gì? Là tính tổng doanh thu. Thế nên là hàm của chúng ta là hàm đếm nhiều điều kiện này. Hoặc ở đây chúng ta có thể lắp một cái hàm là gì? Là đếm xem có bao nhiêu mặt hàng là sữa và bán được trong quý 1 và trong tháng 1. Thì chúng ta lại lắp hàm cao ít vào. Đấy. Dãy thứ nhất là các bạn có thể chọn là đếm theo dãy thứ nhất cho tên hàng, xong dãy thứ hai là tháng. Thì dãy nhất là tên hàng. Mà hàng ở đây của chúng ta là gì? Là sữa. Sau đó dãy thứ hai là tháng. Và điều kiện của chúng ta là bằng 1. Thì các bạn có thể thay vì đánh nháy kép bằng 1, bạn chỉ đánh số 1 không cũng được. Với trường hợp số và bằng giá trị cụ thể thì chúng ta không đặt giữa hai nháy kép, và không nhất thiết phải đặt giữa hai kép, bạn đặt vẫn thỏa mãn, nhưng chúng ta có thể bỏ để cho nó đỡ rắc rối. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy là đếm được có 1 thôi. Sữa. Đây là sữa nhưng mà sữa tháng 2. Đây sữa nhưng mà đề sữa tháng 1, nó cùng được có 1. Đây tương tự như thế, chúng ta tháng 2, tháng 3. Đây, chúng ta có thể là gì? À, F4 cái này đi. Đấy, chúng ta F4 cái này đi. Để tí nữa các bạn copy cho nó nhanh. Copy thì cái vùng mà chúng ta kiểm tra vẫn giữ nguyên, chỉ khác mỗi điều kiện đây là tháng 2 thôi. Nó sửa lại tháng 2. Còn đây là tháng 3. Nó sửa lại tháng 3. Đấy, tháng 3 không có. Vì thực ra chỉ có một mặt hàng là sữa tháng 2 và một mặt hàng là gì? Là sữa tháng 1 thôi, vì không có tháng 3. Tương tự như thế đối với đường. Đấy. Thì đấy là trường hợp là hàm thứ nhất, nhóm hàm thứ nhất là cao if và cao if s. Bây giờ sang nhóm hàm thứ hai là sum if và sum if s. Thế thì hàm sum if, đây là hàm tính tổng theo điều kiện. Đây. Thì cú pháp của hàm như sau: sum if, đây cũng là range. Thứ hai là gì? Là criteria. Thứ ba là gì? Sum range. Tức là thứ ba người ta gọi là dãy lấy tổng. Thế là gì? Kiểm tra các ô trong range thỏa mãn điều kiện, criteria, thì lấy tổng trong dãy sum range tương ứng. Tương ứng ở đây nghĩa là gì? À, chúng ta hiểu như thế này. Như ở đây là người ta bảo là gì? Tính tổng doanh thu các mặt hàng đường có số lượng đến 100. Tức là các mặt hàng là đường, bạn chọn tìm đây những mặt hàng là đường. Đây đường 1 2 3. Đấy, và thì nó sẽ tính tổng và gì nữa, ở đây lại là hai điều kiện rồi, thì chúng ta là tìm cái trường hợp là chỉ có một điều kiện. Đấy, ví dụ như chúng ta xem là tính tổng doanh thu các mặt hàng là gạo. Thế nha, mình cho thêm một câu khác vào 16 đi. Tổng
doanh thu các mặt hàng là gạo. Nghĩa là gì? Nó sẽ kiểm tra trong cái dãy tên hàng này có bao nhiêu mặt hàng là gạo, thì nó lấy ứng với rên sum, sum rên tức là dãy lấy tổng, thì gạo này nó sẽ ứng cùng hàng nhé, chúng ta nhớ cùng hàng chứ nó không lệch được. Đấy. Và cái dãy mà chúng ta cần kiểm tra điều kiện với dãy doanh thu tức là sum rên ấy, nó phải ngang nhau và bằng nhau, tức là số lượng ô phải bằng nhau thì chúng ta mới thực hiện được, còn nếu không thì hàng sẽ báo lỗi. Thế thì đây chúng ta sẽ lắp vào này, sum này, if này. Đấy, chúng ta thấy là có từ là range là dãy chúng ta cần kiểm tra, và điều kiện kiểm tra chúng ta đây là gạo, là ký tự đặt giữa hai, phải đặt giữa hai dãy kép. Đấy, và dãy lấy tổng của chúng ta là gì, là doanh thu. Đấy, chúng ta phải chọn từ đây đây. Sẽ đóng ngoặc lại. Thế thì các bạn thấy là gạo là có 80.000 cộng với gạo 600.000, nên thì 600.000 cộng với 8.000 bằng 680.000. Đấy. Thế tương tự như thế, các bạn có thể là tính tổng doanh thu tháng 1, tổng doanh thu tháng 2 hoặc là tổng doanh thu tháng 3. Đây. Thế thì tổng doanh thu này thì chúng ta sẽ bằng là sum if này của tháng 1, thì chúng ta phải điều kiện trước chứ không thể lấy tổng trước, mà chúng ta phải chọn tháng đã để tìm những tháng 1. Đấy, sau đó là gì? Tổng mà chúng ta cần tính là doanh thu. Đấy, enter thì chúng ta đã được, đây là tổng doanh thu tháng 1. Thế tương tự sẽ tổng doanh thu tháng 2 và tổng doanh thu tháng 3. Em muốn làm nhanh thì chúng ta bôi đen cái này để F4 nó lên. Đấy, các bạn F4 nó lên. Đấy. Sau đó là các bạn kéo autofill để copy công thức. Đấy, và bây giờ bạn sửa cái này thành tháng 2. Rồi, còn cái này các bạn sửa thành tháng 3. Thì đặc biệt là những cái bài thống kê ấy, như này thì chúng ta cần phải làm nhanh, và chúng ta cần phải lợi dụng cái địa chỉ tuyệt đối này. Đấy, để khi ta copy công thức ấy thì chúng ta chỉ thay một hai giá trị trong công thức đó thôi. Thế còn bây giờ chúng ta sang cái hàm tiếp theo, đó là hàm sum if s. Đấy, tức là hàm tính tổng theo nhiều điều kiện, tính tổng theo nhiều điều kiện. Thế thì hàm tính tổng theo điều kiện thì hàm này thì hơi ngược với cái hàm sum if một chút, tức là sum if này thì đầu tiên lại sum range để lấy trước, dễ lấy tổng trước, xong đó là range một, criteria một. Đấy, xong là range hai. Đấy, và criteria hai phải chấm chấm chấm. Đấy, cũng là đầu tiên là phải chọn dãy lấy tổng trước, còn đây thì lại chọn dãy lấy tổng sau. Đấy, dãy lấy tổng trước, sau đó là dãy kiểm tra điều kiện 1, điều kiện 1, dãy kiểm tra điều kiện 2, điều kiện 2, nó đi theo cặp, từng cặp một. Như trong bài đây người ta bảo là gì? Tính tổng doanh thu các mặt hàng đường có số lượng lớn hơn 100. Thế thì chúng ta làm sum if s. Dãy lấy tổng trước, vậy là dãy ở đây ấy, chúng ta nhìn thấy sum range trước này, nên chúng ta phải chọn là doanh thu trước. Các bạn sau này thuộc hàm không máy móc công thức mà chúng ta cần phải biết được xem các cái gợi ý của hàm, đặc biệt là các cái cụm từ tiếng Anh này, từ range này là dãy đấy, mà sum range tức là dãy lấy tổng, còn criteria range thì chúng ta biết là range của chúng ta vẫn là dãy. Đấy, thì dãy kiểm tra điều kiện 1, điều kiện 1, criteria là điều kiện 1. Đấy, sau đó chúng ta sẽ chọn là gì? Đâu, người ta gợi ý đến từ là criteria range 1, tức là dãy mà cần kiểm tra thứ nhất. Ở đây chúng ta chọn là đường, thì là tên hàng. Đấy, điều kiện là gì? Đấy, nó sẽ bật sang cái ô gợi ý là criteria 1, thì chúng ta chọn là đường.
Thế sau đó lại tiếp tục phải tiếp điều kiện 2, tức là số lượng lớn hơn 100 thì chúng ta chọn cột số lượng. Và đấy, criteria 2 thì ở đây là gì? Lớn hơn 100. Ở đây hai điều kiện. Còn nếu mà bạn nhiều điều kiện lại dãy thứ ba, điều kiện 3, dãy thứ tư, điều kiện 4. Đấy, thì người ta trả về là gì? Là 1 triệu 200 nghìn đồng. 1 triệu 200. Chúng ta kiểm tra xem. Đường thì đây là đường, số lượng lớn có 11 thôi. Đường thứ hai lớn hơn 90, không được. Đường thứ ba lớn hơn 100, được. Lúc này nó lấy cái giá trị này trả về cho tổng. Đấy. Thế ví dụ như bây giờ người ta tương tự như người ta bảo các bạn là gì? Số mặt hàng là đường. Số mặt hàng là đường thì ở đây các bạn lại dùng hàm gì đây? Là hàm cao rồi. Đấy, cao if s đấy, vì hai điều kiện. Chúng ta cũng có thể là vận dụng vào giống như cái trường hợp ở đây, tức là có thể một điều kiện, hai điều kiện. Một điều kiện thì dùng hàm sum if, hai điều kiện trở lên thì chúng ta dùng hàm sum if s. Cái chữ s đây như nghĩa của tiếng Anh thì chúng ta hiểu s là số nhiều, tức là nhiều điều kiện. Bây giờ chúng ta sang nhóm hàm thứ ba, đó là hàm average if. Đấy, average if là gì? Ở đây là hàm tính trung bình theo điều kiện. Đấy, cú pháp là if. Đấy, cũng giống như hàm lấy tổng sum if thì chúng ta cũng có range. Đấy, criteria. Đấy, xong đó là gì? Average range. Nên là gì? Dãy cần kiểm tra điều kiện. Điều kiện sau đó sẽ đến là dãy lấy trung bình. Đấy, thì chúng ta ví dụ người ta bảo là tính trung bình lãi cho các mặt hàng là sữa. Đây mình lấy ngu đây cho nó tí các bạn nhìn được rất là dễ. Đây. Thế bằng là gì? Ever if chúng ta thấy nó bật hàm lên này. Drain là dãy mà đây là sữa thì chỉ mặt hàng đây mới có từ sữa thôi. Phải điều kiện là sữa. Dãy lấy trung bình là lãi. Đấy, đúng không ạ? Thế thì tại sao nó lại bằng là 87.500? Thì chúng ta thử cộng bằng tay đã. Đấy, chúng ta thử xem là sữa thì có những mặt hàng là đây bằng lãi mà. Thì chúng ta dùng cái tổng để tính tổng trước bằng ô thứ nhất này. Đấy, các bạn cộng với sữa thứ hai là đây. Hai ô, có hai ô có mặt hàng là sữa thôi. Thế ra được là 11 triệu 750 nghìn, 175 nghìn. Bây giờ bạn phải chia cho hai. Đấy, trung bình mà có hai ô thôi là bạn chia cho hai thì bạn thấy bằng 87.500. Thì đây chúng ta thấy là bằng 87.500. Đấy, đấy là hàm average if. Đấy, thì tương tự như thế chúng ta cũng có hàm hàm ever if s. Đấy, thì hàm này là hàm tính trung bình theo nhiều điều kiện và cú pháp của hàm như sau. If nó giống như là hàm sum if s nhưng có điều là nó tính tổng rồi lại chia số ô thỏa mãn ra trung bình. Thì chúng ta có hàm average range. Đấy, range.
Xong đó là chúng ta có lên một cái criteria, một đấy là lên hai đấy, criteria hai phải chấm, mình cặp một đấy, tức là cũng đầu tiên là dãy lấy giá trị trung bình được chọn đầu tiên, xong đó là dãy kiểm tra điều kiện 1, điều kiện 1, dãy kiểm tra điều kiện 2, điều kiện 2. Đây, tính trung bình lãi các mặt hàng có ký tự cuối là cuối mã hàng là 1 và số lượng lớn hơn 70. Thế thì chúng ta lắp vào đây. Mã hàng là 1 nên là mình để cái mã hàng gọi lên nhìn bằng này. Every if F. Đấy, chúng ta có cái dãy cần kiểm dãy trung bình trước, mà trung bình ở đây người ta bảo là trung bình lãi, cho nên là các bạn sẽ phải cậu chọn cột lãi trước. Sau đó là bạn với tính dãy kiểm tra điều kiện 1. Thì dãy kiểm tra điều kiện 1 ở đây các bạn là mặt hàng, ký tự cuối của mặt hàng là 1. Thì bạn cứ vô cái này đã. Trong điều kiện là gì? Mặt hàng là 1 thì phải sao 1. Có nghĩa là trước đó là bất kỳ, cuối cùng phải là 1. Sau đó dãy thứ hai là số lượng lớn hơn 70. Lại bôi đen cái này. Và cho điều kiện là lớn hơn 70. Đấy, hai điều kiện. Thì chúng ta ra được là 80.000. Thế thì chúng ta phải kiểm tra xem. Đây thì đầu tiên là gì? Là 1. Và số lượng lớn hơn 70 thì cái này không được này. Cái này không phải là 1 này. Cái này là 1. Đấy, không lớn hơn 70. Cái này là 1. Đấy, thì chúng ta sẽ được bằng một ô này cộng vào. Đây tiếp tục. Cái này là 2, bỏ qua. Cái này là 1. Đấy, mà số lượng lớn hơn 200 nên ta cộng ô này. Đấy. Xong đó tiếp tục hết rồi. Chúng ta chỉ có hai ô có ký tự cuối cùng là 1 và thỏa mãn điều kiện là lớn hơn 70. Thì chúng ta enter. Thế chúng ta bằng là 16 160.000. Bây giờ chúng ta lấy 160.000 này. Đấy, ta chia cho 2 vì chỉ có hai ô thỏa mãn thôi. Thì ra đúng bằng 80.000. Thì chúng ta lấy đáp án chúng ta đúng bằng 80.000. Thế là các bạn đã xong ba cái hàm, ba cái nhóm hàm điều kiện, tức là hàm thứ nhất là hàm cao if đấy, hàm thứ hai là hàm cao if s, hàm cao if s đây, thứ nhất là cao if, hàm thứ ba là hàm sum if và thứ tư là sum if s, hàm thứ năm là every if và hàm every if s đấy. Thì đấy là chúng ta có 6 cái nhóm hàm mà về bạn cái hàm thống kê. Đấy, các hàm thống kê. Bây giờ chúng ta sang các hàm liên quan đến ngày tháng. Đây là các hàm liên quan đến ngày tháng. Đấy, các hàm liên quan ngày tháng của chúng ta thì là những hàm gì? Những cái tập Excel này các bạn có thể tải dưới link của video để chúng ta về chúng ta thử nghiệm nhé. Các hàm ngày tháng này thì nó chỉ có những cái, nó rất đơn giản. Các bạn chỉ cần nhớ tên hàm là chúng ta sẽ có thể chèn được ngày ngày tháng giờ hiện tại, hoặc chúng ta lấy ra một phần ngày, một phần tháng, một phần năm, một phần tuần của cái hàm ngày tháng. Thế thì đây chúng ta có thể theo một cái câu hỏi đây để các bạn làm cho nó nhanh. Thì cái hàm này rất là đơn giản, thì tôi không cần đánh trên Word nữa. Ví dụ người ta bảo cho biết ngày hiện tại của hệ thống thì chúng ta bằng là today. Đấy, cái today nó sẽ hiện cho các bạn là ngày hiện tại. Đấy, cho biết hôm nay là ngày bao nhiêu. Thế thì hôm nay là ngày bao nhiêu thì chúng ta dùng hàm hàm đây đấy, hàm đây, và nó hỏi là serial number, tức là cái đối tượng dữ liệu
cho hàm này chính là ngày tháng, bạn có thể nắp cái today vào hoặc là địa chỉ ô chứa ngày tháng. Thì theo quan sát thì các bạn sẽ thấy ngày hôm nay là ngày 12 đấy, thì sau khi kết thúc hàm chúng ta cũng được giá trị trả về là 12. Cho biết tháng bán của mặt hàng gạo đầu tiên. Tháng bán tức là hàm month, đấy, thì chúng ta gạo, thì gạo thì là đây này, mặt hàng đầu tiên rồi, và kích vào bạn chọn là kiểu ngày tháng ngày bán thì nó sẽ trả về cho các bạn là gì, là tháng mấy, tháng 3. Cho biết năm của ngày của mặt hàng bánh đầu tiên, cái bánh đầu tiên đây thì chúng ta dùng hàm year. Đấy, cái này rất dễ nhớ các bạn. Đấy, Monday year. Đấy, thì bánh thì enter chúng ta trả về 2014. Cho biết thứ của ngày hôm nay, mà thứ của ngày hôm nay thì chúng ta có hàm date. Hàm date thì là hàm thì chỉ trả về là làm ghép lại các cái thời cái đối tượng thành ngày tháng, thì chúng ta có hàm weekday. Đây hàm weekday. Cái đầu tiên là cho biết là ngày tháng thì chúng ta dùng luôn là ngày hôm nay, today. Phải, và các cái kiểu trả về thì chúng ta có từng ngày kiểu trả về. Nếu bạn chọn số 1 thì nó sẽ trả về cho các bạn là số từ 1 đến 7, trong đó 1 là Sunday và 7 là Saturday. Thế còn nếu bạn chọn số 2 thì nó sẽ trả về số 1 là Monday và số 7 sẽ là Sunday. Còn nếu bạn chọn số 3 thì trả về số 1 là Monday và số 6 là Sunday. Thế thì mình sẽ chọn là số 2 bởi vì thứ tự là từ thứ hai cho đến thứ bảy, thứ hai cho đến chủ nhật. Enter. Thế thì chúng ta enter thì nó sẽ ra hôm nay là thứ tư. Thứ của chúng ta hôm nay à, một ngày hôm nay của các bạn là thứ mấy nhỉ, thứ năm. Thế thì ta xem lại xem này, chọn thứ hai thì đúng rồi, thứ hai là nó trả về số 1 là Monday, thì thứ ba sẽ là số 2, thứ tư sẽ là số 3 và thứ năm của chúng ta sẽ là số 4, thì đúng là về trả về chúng ta là số 4. Cho biết thời gian hiện tại thì chúng ta có hàm now. Hàm now đóng mở ngoặc vì không có đối số, và hàm now của chúng ta, now sẽ trả về cho bạn ngày hiện tại và giờ hiện tại. Bây giờ là 13 15 giờ 22 phút. Cho biết giờ hiện tại thì chúng ta dùng hàm hour. Đấy, hour. Và chúng ta chọn đầu vào đối số của nó là giờ hiện tại. Thì trả về cho các bạn là đang đúng 15 giờ. Cho biết phút hiện tại thì hàm minute, minute, hàm minute nha. Các bạn sẽ chọn luôn cái giờ hiện tại thì nó sẽ trả về bạn bây giờ là phút thứ 23. Cho biết giây hiện tại thì chúng ta dùng second. Đấy, thì nó sẽ trả về cho bạn bây giờ đang là 23 giây. Thì đấy là bốn cái kiểu ngày tháng cơ bản. Còn trong Excel còn một số cái kiểu ngày tháng khác thì mình sẽ dựng ở trong video sau. Các bạn lưu ý có thể lấy cái tập thực hành tất cả các cái thành phần ở đây đấy, bằng cách các bạn kích vào đường link bên dưới của video. Đấy, sẽ đưa các bạn đến
vị trí để chúng ta tải cái file này về. File này có tên là tổng hợp hàm. Xin chào các bạn, hẹn các bạn ở trong video tiếp theo.